Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em chơi một cái app báo hay 24 giờ. Trước tiên vào chơi mình sẽ đổi một cái thẻ cào trị giá 10.000 tặng cho anh em nào xem video đầu tiên. Anh em chờ chút nha. Coi nó có uy tín không nha. Giờ mình đổi thẻ Viettel đi, mình giá 10.000 đi. Chọn nhà mạng Viettel nè. 10.000 nè, xác nhận quy đổi nè. Số thẻ cào nè. Anh em cứ nạp đi nha, mình để đây cỡ 1 phút cho anh em. Ồ, rất là uy tín nha anh em, đổi là có liền. Nếu anh em nào nạp không được thì để lại bình luận với mình sẽ kiểm tra lại cho. Giờ mình hướng dẫn anh em cách chơi nha. Đầu tiên anh em tải đường link mình hoặc là lên Sitlay đó, tải về app báo hay 24 giờ. Anh em đăng nhập một cái tài khoản Facebook rồi. Trên góc hình tay phải anh em có một cái cây phát tài nè. Anh em bấm vô để nhận cây phát tài nha anh em. App này chơi rất là ngon. Anh em bắt đầu vô anh em chơi nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ mình đi lấy nước nè. Cây level, cây phát tài. Cây phát tài là nhiệm vụ nó là mình đọc báo nó tăng anh em, tăng số xu cho mình đó. Giờ anh em đi đọc báo làm nè, bấm nút làm nè. Đó. Hôm nay mình hướng dẫn tỉ mỉ cho anh em chơi luôn. Anh em vô đọc một bài báo nè. Rồi anh em thoát ra đi. Anh em nhớ đừng có đọc trùng bài báo nó tăng ít xíu xu anh em. Rồi anh em thoát ra đi vô một bài báo khác nè. Như gì là nó chạy nó mới mau. Rồi anh em lướt lên gai lên. Anh em thoát ra đi, anh em nhấp vào bài áo khác. Rồi anh em bấm nút nhận nè. Từ 0.46 xu. Rồi anh em qua là vô lại cái phát tài của mình nè. Là mình được một anh em vô cái phát tài mình đang kiểm tra, đang lấy nhiệm vụ nè. Nhận nước nè. Rồi nhận nè. Ồ, nhận được 1 ml nước. Nè bắt đầu anh em tưới cây nè. Cộng mấy xu đây. Rồi không có cộng su. Có cái cộng su anh em chơi đi mấy cộng su. Cái level này tăng su cho mình đó nghe anh em. Hoặc anh em vô kiếm tiền khóa là game này. Có gì đó cục dữ. Anh em bấm vô chơi game. Anh em qua bên phần tác giả nha. Rồi anh em vô chữ game nè. Đầu tiên nè. Anh em nhớ vô, nếu mà lên Sitlay tải anh em có cái phần mã giới thiệu đó, anh em nhập mã giới thiệu của mình nhận xu anh em, còn không nhập cũng được nữa. Anh em vô dự đoán cục vui nè. Không nhận không sao, cái này mình chỉ review cho anh em chơi thôi chứ mình cũng không có tiện ghép tiện vọng gì. Anh em chờ chút mạng nó hơi lát nha anh em. Mạng lát quá là mất thời gian của anh em quá, mong anh em thông cảm. Mình cũng không biết sao luôn. Nè. Anh em chọn nào đặt bên gồng hoặc bên phụ.